Vậy là một ngày đẹp trời, trong lúc mình đang chơi VV ở trong Minecraft thì bỗng dưng một người bạn của mình có tên là Big Hàn gì gửi cho mình một server Minecraft và nói rằng ở trong đó có rất nhiều người đang chửi rủa mình. Và lên lúc mình check thì mình nhận ra rằng đó là sự thật. Mình cảm thấy thực sự khá là tức giận về điều này. Mình không thể để những tên này xúc phạm mình như vậy ở trong server Minecraft được. Vậy nên mình đã phải lập lên một kế hoạch để mình tiêu diệt bọn họ. Vậy nên ngay sau đó mình đã vào thử server để xem. Mình có mặt tại ngay sảnh chính của server và mình nhận ra rằng không ai nhận ra mình ở trong server này cả. Đó là một điều rất là may mắn. Và lúc mình check thử những chiếc hộp trong server này thì mình nhận ra rằng đây là những món đồ rất là ốp ở trong server. Và thực sự mình rất muốn có những món đồ này. Không chỉ thế, trong dương còn có rất nhiều hộp sugar, có cả crystal. Vậy là mình đã nhận ra rằng đây là một server crystal PvP, một server mà chúng ta có thể đi tìm căn cứ và phá hủy tất cả mọi thứ. Ngoài ra chúng ta có thể lên shop và mua được những món đồ như totem, crystal và những món đồ còn bát khác để chúng ta có thể đi đánh nhau. Và khi mà mình hiểu được tất cả mọi thứ ở trong server này thì mình đã vào thử Discord của server và tìm một người nào đó để có thể giúp đỡ mình trong trận chiến lần này. Vừa đang trong server đấy ạ. Tôi trong server, từ từ, tôi trong server. Vậy thế mình bựa vào nhưng mà tưởng thằng nào fake ấy. Không, tôi vào vậy, tôi vào vậy. Gì à, ông có đồ không? Đồ á? Bình thường thôi cũng được. Thì là hết rồi. Tôi không là hôm kia tôi mới thấy kiểu bọn nó được cây đồ nhanh lắm á, tôi thấy kiểu bọn nó lấy được đồ này rồi các thứ. À, là cái đấy là nó là đồ của Danh ấy, kit của Danh ấy. À, kit thì của Danh. Ủa cái rank, ủa thế sao rank YouTube không được? Cái rank YouTube nó không được gì cả. Nó không được. Nó được danh giống kiểu của danh One ấy, One cộng ấy. Là nó được full set Nether Drive luôn mà. Ồ, tức là rank YouTube mình được full set Nether Drive luôn á? Đúng rồi, đúng rồi. Full set Nether Drive nha. Và mình nhận ra rằng nếu như mình có được rank YouTube ở trong server này thì mình sẽ có được một loại kit rất là mạnh ở trong server. Vậy nên để có được YouTuber rank thì mình sẽ cần đến chủ server này. Sau đó thì mình sẽ xin rank YouTube. Ê, ông có bầy không? Cho tôi qua được không? Có. Cho mua. Okay. Dừng tạm. Mày, what the freak? Rotation 4. Mày đình nữa. Oh my god. Ồ, mày có thể nhận ra tôi kìa. Không. Trong đây có cái áo này mặc tại kìa. Ok, cảm ơn ông. Cái áo đều thôi, cái áo đều thôi. Thank you. Hiểu thế. Và sau khi mình đừng bạn member lại cho khá là nhiều đồ như Alatra cùng với mũ kim cương thì mình đã thoát server và vào lại ngày hôm sau. Và thật trùng hợp cho mình là đúng lúc nãy chủ server đang on ở trong server. Đây sẽ là một thời điểm thích hợp để mình có thể xin được rank YouTube. Yay, yeah, low way. Tôi có rank YouTube. Oh my god, từ từ. Tôi có rank YouTube, tôi có thể được kit được. Oh. Kit YouTuber. Oh my god. Oh my. Holy shit, man. Sau khi mình có được rank YouTube thì bây giờ mình sẽ cần phải đi kiếm đồ để có thể bắt đầu cho một trận chiến. Mình sẽ cần đến totem, táo vàng và ngọc pearl. Và để có thật nhiều những thứ này thì mình sẽ cần đi đào gỗ và bán, sau đó mua lại. Rồi cứ như vậy thì mình sẽ có được thật nhiều tiền. Wait bro, có ai muốn tìm đến tôi này? Được rồi, hy vọng anh bạn này không cố gắng đến để giết mình. Wait, ông cố lại cho tôi xem gì vậy? Một vài cái map. Oh hell nah, vãi trưởng. Mấy ông không biết nó cho tôi xem gì không? Nó cho tôi xem ảnh hú tào hentai ạ. Đúng á. Oh my god, có ai đó gửi cho tôi 10.000 tiền này. Wow. Yeah, thực sự không phải là quá tệ đối với server này. Ê, đây rồi. Ê, Hàn gì? Có đang chửi tôi rồi. Mẹ, what the fuck? Có đang chửi tôi đấy ông ơi. Thằng nào? Ông xem stream. Ông xem live stream cho tôi trên Discord này, có đang chửi tôi này. Đâu? Má có đang chửi tôi vậy chứ? Oh. Oh shit man. Mẹ đừng bảo nó có một hồi à? Nó tôi không biết nó có mấy hồi uốn ấy. Tôi muốn nó một hồi. Ê, hay tôi với ông mẹ lên cách trả thù nó không? À kiểu hủy diệt nó uốn ấy. Ờ được, mấy thằng chửi này tôi cũng không cứu mà. Vai mẹ nó chửi tôi bi ngu như cứt vậy. What the fuck? Đây. Tôi có sẵn set cho ông rồi. Đâu? Run on TB đi, run on TB đi. Mày... Mẹ nó bảo tôi với ông rủ nhau chơi BB kìa. Oh shit. Sau khi đưa đồ cho Hanzi xong thì bây giờ bọn mình sẽ lập lên một kế hoạch. Đó chính là mình sẽ lấy Aclone của mình, rồi sau đó sẽ cố gắng TB đến những tên toxic mình ở trong server. Rồi sau một hồi cố gắng để TB được đến những tên này thì cuối cùng mình cũng đã TB được đến. Ây da. Tôi TB xem không? TB...
Ôi tên bê à, tên bê đó đi, tên bê đó. Để tôi bao bao bao. Ôi chào, kìa chào, kìa chào. Oh my god, tôi vào rồi. Holy shit. Má đổ. Và bây giờ sẽ là công việc cuối cùng của mình. Mình sẽ TB đến arc clone của mình và bắt đầu phá hoại. Đi ông tìm bến tôi hiểu không? Đi ông tìm bến tôi. Ê chú ơi. Ok. Rồi, rồi. Ấy gì? TB, TB, TB. Tôi bây giờ ô, tôi sắp chết rồi. Oh my god, tôi sắp chết rồi. Không đâu rồi. Ấy, tôi đang lên rồi mà. Có sống không? Oh shit. Sống kìa. Mẹ, con này. Oh my god. Oh lạ. Oh, tôi lên trên. Oh shit. Mát rồi. Oh my god, tôi chết. Tôi đâu, tôi chết. Ở đâu, ở đâu? Oh shit. Dưới. Ủa ơi, chết bà sao tôi. Oh. Oh my god. Từ, tôi đi sửa hấp ấy, tôi chơi giá, tôi đi sửa hấp ấy. Ok. Ấy, tôi cần bình kinh nghiệm về đó, tôi cần bình kinh nghiệm. Ôi, tôi giết được một thằng rồi, ra đây. Từ. Không đâu. Tôi đây. Tôi giết một thằng rồi, Oh, nó spawn anh chưa. Ủa, anh ơi! Đã nó tay xuống, từ đầu. Mày đang chơi hay vậy, ngu rồi. Ôi! Ông chết á! Ôi, tôi giết một thằng người! Ông bay qua chỗ khác, xa xíu, ông lấy hết đồ cho tôi. Từ. Rồi. Oh shit. Ủa sao nó đã tròn rồi. Thì tôi lấy cái hàng kia mà. Ôi quên gì đây. Ôi. Nó lắm nữa tôi đi. Ôi. Holy shit. Tôi lên. Ô nó đang lật. Tôi chạy tại trước mắt. Mắt tôi chốt. Ok. Này cái thằng này. Đâu. Ôi má, nguy hiểm. Oh my. Rồi. Ôi mẹ. Trời lắc. Tôi bắt lấy luôn kìa. Oh shit. Chi, ô, tôi đứng một thằng rồi. Bây bắt đầu đi phí rồi, bây bắt đầu đi phí từ. Phá bây vào nó đi ông ơi. Phải sạch bê mà nói đi. Có một hàng đây, có hàng dưới tôi, một con hàng dưới tôi. Ồ, tôi lắc được ơi. Ý là 2k7 hò hả hay. Con muốn là nghĩ rồi á. Ờ, tới đâu ông ơi, Đây à, tới đâu. Ôi, fucking. Ôi, tôi đi rồi. Ôi anh! Ngồi anh rồi! Phá bầy đi! Chết lại à! Ôi giết lại rồi! Mày cuối cùng! Ông ngồi spell đi! Không có nhau vợ vậy! Thế là cười! Mình phá một bầy vào đó được rồi! Ok!
Yeah, xong rồi. Oh my god. Và mình thực sự cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Và nếu như các bạn thích server này chơi thì các bạn đừng quên vào IP ở phía dưới mô tả, mình sẽ để ở dưới đó. Đây có thể nói là một server để các bạn cày đồ và chơi crystal. Vậy nên mình nghĩ là sẽ rất hợp với bạn nào thích chơi crystal BB. Và cuối cùng một lần nữa mình cảm ơn các bạn vì đã xem video này.